Vừa qua, trang giải trí Sohu đã công bố danh sách nghệ sĩ phi thăng trong năm 2023. Nhiều cái tên quen thuộc với khán giả như Đặng Vi, Ngụy Đại Huân, Thừa Lỗi, Lưu Vũ Ninh đều xuất hiện. Đây là kết quả không quá bất ngờ bởi những nghệ sĩ này đều là những gương mặt gây bão khắp các trang mạng xã hội từ Trung sang Việt nhờ những vai diễn ấn tượng. Những ngôi sao này đã có sự thăng tiến vượt bậc như thế nào trong năm 2023? Hãy cùng Cbiz Phim tìm hiểu trong video này nhé! Đứng ở vị trí thứ nhất là Trương Tụng Văn, chỉ số phi thăng 5 sao. Bộ phim truyền hình nổi tiếng và có sức ảnh hưởng nhất năm 2023 chắc chắn là Cuồng Phong và toàn bộ dàn diễn viên của phim cũng nhanh chóng phi thăng sau khi phim phát sóng. Trong đó, nam diễn viên Trương Tụng Văn đã trở thành một ông chú đỉnh lưu mới. Câu thoại, lão mặc tôi muốn ăn cá, thể hiện đầy đủ sự thay đổi tâm lý của Cao Khải Cường từ cay đắng sang tàn nhẫn và cũng trở thành một trong những phân cảnh phổ biến nhất trên mạng vào mùa hè năm 2023. Nhân vật Cao Khải Cường của Trương Tụng Văn được cộng đồng mạng đánh giá là có diễn xuất chân thực, tính cách tao nhã. Ở Trương Tụng Văn luôn có sự tương phản dễ thương mà anh hoàn toàn không nhận ra, không phải vô lý khi Trương Tụng Văn đã lớn tuổi mà vẫn thu hút được thêm nhiều người hâm mộ. Ở vị trí thứ hai là Ngụy Đại Huân, chỉ số phi thăng 4 sao. Trước kỳ nghỉ hè năm 2023, không ai có thể nghĩ rằng Ngụy Đại Huân sẽ trở thành đỉnh lưu mới trong mùa hè này. Dù đã ra mắt được 15 năm, tham gia nhiều chương trình giải trí và phim ảnh nhưng Ngụy Đại Huân vẫn chưa thể đạt đến đỉnh cao sự nghiệp. Tuy nhiên, bất kể đóng vai phụ hay vai chính, thái độ diễn xuất của Ngụy Đại Huân vẫn luôn như ngày đầu, giữ vững sơ tâm. Trong thời buổi đầy rẫy tổng tài bá đạo như hiện nay, vai diễn Mạnh Yến Thần của Ngụy Đại Huân vẫn có thể trở nên độc đáo, nho nhã có phong phạm của những con người được sinh ra trong gia đình Trâm Anh Thế Việt và cao quý. Có thể nói trong 15 năm kể từ khi ra mắt, Ngụy Đại Huân chưa hề làm việc uổng một ngày nào. Tất cả những gì anh tích lũy trong quá khứ chính là nền tảng giúp anh tỏa sáng như hiện nay. Vị trí thứ ba là Vu Thích, chỉ số phi thăng 4 sao. Từ chỗ không được biết đến trước khi phim điện ảnh Phong Thần 1 ra mắt, đến khi trở thành gương mặt tân binh được yêu thích tại các lễ hội lớn cuối năm. Vu Thích chỉ mất một kỳ nghỉ hè để phi thăng thành công trở thành một trong những nam diễn viên 9X tuyến đầu của Cbiz. Sự nổi tiếng nhanh chóng này có thể nói là vừa bất ngờ vừa hợp lý. Trong phim Phong Thần, Vu Thích vào vai thiếu niên cơ phát vừa có võ công, vừa ngỗ ngược, vừa có tinh thần đại nghĩa cao cả. Phía sau màn ảnh rộng, nhờ tham gia Phong Thần mà Vu Thích đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm và trở thành nhân vật mới được yêu thích trong làng thời trang và điện ảnh. Đứng ở vị trí thứ tư là Đặng Vi, chỉ số phi thăng 3 sao. Năm 2023, lưu lượng của Đặng Vi tăng đều đặn trong Trường Nguyệt Tẫn Minh phát sóng hồi đầu năm. Đặng Vi đảm nhận vai nam phụ thâm tình Tiêu Lẫm, đồng thời cũng là Tăng Hữu, huynh trưởng của Tăng Tửu ở Bà Nhược Phù Mộng Sinh. Trong bộ phim Trường Tương Tư ra mắt mùa hè, vai Đồ Sơn Cảnh một lòng một dạ với nữ chính Tiểu Yêu đã giúp Đặng Vi thu hút vô số người hâm mộ. Trong phim, Đồ Sơn Cảnh luôn dịu dàng và đẹp như tranh vẽ, vừa thâm tình lại vừa thanh tao thoát tục. Ở ngoài cuộc sống đời thường, Đặng Vi tập trung vào sự tương phản tột đỉnh trong phong cách thời trang hàng ngày, tạo nên cơn sốt thời trang không nhỏ đối với giới trẻ Trung Quốc. Đặng Vi cũng là một trong những sao nam có giá trị thương mại tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Với nhiều đại ngôn trong tay có cả thương hiệu cao cấp quốc tế lẫn các thương hiệu quốc dân được nhiều người ưa dùng. Vị trí thứ 5 là Lưu Vũ Ninh, chỉ số phi thăng 3 sao. Bộ phim Nhất Niệm Quan Sơn đã khiến Lưu Vũ Ninh trở thành trung tâm của các chủ đề thảo luận vào cuối năm 2023. Và chủ đề thảo luận về vai diễn Ninh Viễn Châu tiếp tục thống trị danh sách nhân vật phổ biến đến hết tháng 12 năm 2023. Từ vai phụ đến vai chính, mỗi bước đi của Lưu Vũ Ninh đều được hoạch định rõ ràng và có những bước tiến vững vàng. Tuy không xuất thân chuyên nghiệp nhưng diễn xuất và đài từ của anh đều khá tốt. Trước những tranh cãi, Lưu Vũ Ninh có thái độ và lý giải riêng, anh cũng rất giỏi trong việc giải quyết những ồn ào bên ngoài màn ảnh bằng sự hài hước và thẳng thắn của mình. Có thể nói, tính cách riêng của Lưu Vũ Ninh cũng chính là vũ khí thu hút người hâm mộ lớn nhất của anh. Thứ 6 là Vương Tinh Việt, chỉ số phi thăng 2 sao. Trước khi nổi tiếng vào cuối năm 2023, nhiều người có thể không biết Vương Tinh Việt sinh năm 2002 và thực sự là thế hệ hậu 2000 tiêu biểu của Cbiz ở thời điểm hiện tại. Trong Vi Hữu Ám Hương Lai, Vương Tinh Việt đảm nhận vai diễn Trọng Khê Ngọ, là người đứng đầu gia tộc Phúc Hắc Ẩn Nhẫn. Trong Ninh An Như Mộng, nam diễn viên là Bạch Nguyệt Quang Trương Già Ôn Nhu, liêm khiết và chính trực. Mỗi nhân vật dường như đều có khí chất trầm tĩnh hơn tuổi, chẳng trách anh ta được mệnh danh là Tiểu Hài Ca. Điều đau lòng là, theo tốc độ bổ sung của làng giải trí Trung Quốc hiện nay, khi bạn còn đang khóc vì tình yêu của người khác trong phim, thì hình tượng nam thần vạn người mê đã được chuyển giao cho thế hệ hậu 2000. Ở vị trí thứ 7 là Trần Đô Linh, chỉ số phi thăng 2 sao. Năm 2023,
màn ảnh Hoa ngữ đã có một người nữa được thêm vào danh sách cổ nhân trời chọn, không ai khác mà chính là Trần Đô Linh. Năm 2022, bởi vì lý do dịch bệnh và không thể di chuyển khỏi phim trường Hoành Điếm, mà Trần Đô Linh đã đảm nhận rất nhiều vai diễn khách mời trong các bộ phim. Đến năm 2023, các bộ phim của Trần Đô Linh đã tiếp nối nhau lên sóng, nữ diễn viên ngẫu nhiên trở thành Bạch Nguyệt Quang trong hàng loạt bộ phim nổi tiếng, dùng chiến thuật phủ sóng màn ảnh để thoát vòng và đại sát tứ phương. Trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, Trần Đô Linh vào vai một ác nữ Diệp Băng Thường, nổi tiếng với câu nói thả nổi điên mà tiêu hao bề ngoài của người khác, còn hơn là tiêu hao nội tâm của mình, và đã giúp thu hút vô số đệ tử tham gia Hoan Môn và Băng Môn, kể từ đó độ nhận diện của Trần Đô Linh cũng tăng vọt. Người hâm mộ không khỏi vui mừng vì sau 8 năm kể từ khi ra mắt, cuối cùng cô ấy cũng đã trở nên nổi tiếng. Vị trí thứ 8 là Thừa Lỗi, chỉ số phi thăng, 2 sao. Với vai diễn Mỹ Cường thảm cung nhị giác trong Vân Chi Vũ, Thừa Lỗi đã thành công trở thành một gương mặt tiềm năng mới của màn ảnh Hoa ngữ. Với sự trợ giúp từ ống kính của Quách Kính Minh, tính thẩm mỹ trong nhan sắc và khí chất đàn ông đỉnh cao của Thừa Lỗi được phát huy đến đỉnh điểm. Ngoài đời, Thừa Lỗi được cộng đồng mạng nhận xét là một người có khuynh hướng hơi hoài cổ hủ nhưng lại đầy tính hài hước, nhảy qua nhảy lại giữa hình tượng nam sinh sảng khoái và trưởng thành tinh anh. Ai là diễn viên mới nổi mà bạn yêu thích nhất trong năm 2023 vừa qua? Hãy chia sẻ với chúng mình dưới phần bình luận nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong video kế tiếp nhé! See you!